Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em Và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Nhẫn Nữ Đẹp Vàng Tây. Nhẫn Nữ Đẹp Vàng Tây được chế tác từ vàng 10K bền đẹp, thiết kế theo phong cách tinh tế, tạo vẻ trang nhã, dịu dàng, giúp các chị em dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục. Với chiếc nhẫn lấp lánh trên tay sẽ càng làm cho người phụ nữ thêm hấp dẫn và quyến rũ hơn. Nhẫn Nữ Đẹp Vàng Tây nhận giao hàng toàn quốc, đặt hàng theo yêu cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.